2018, Việt Nam xếp hạng thứ 5 danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Chỉ số hành tinh hạnh phúc HPI là chỉ số do tổ chức có tên New Economic Foundation, một tổ chức nghiên cứu kinh tế, xã hội có trụ sở chính tại Vương quốc Anh công bố. Kết quả dựa vào các số liệu chọn lọc từ các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các số liệu do chính NEF điều tra. Theo kết quả công bố của tổ chức này, Việt Nam là một trong quốc gia có chỉ số hành tinh hạnh phúc HPI đứng thứ năm thế giới, thứ hai ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Việt Nam là một trong ba quốc gia có chỉ số hành tinh hạnh phúc cao và chỉ số dấu chân sinh thái nhỏ đủ để có sự bền vững môi trường. Bảng xếp hạng được công bố tại trang web happyplanetindex.org. Theo thống kê của trang happyplanetindex.org, nước có chỉ số HPI cao nhất là Costa Rica với tổng điểm là 44,7, xếp thứ nhất trong số 140 quốc gia. Các nước nằm trong top 5 lần lượt là Mexico 40,7, Colombia 40,7, Vanuatu 40,6 và Việt Nam 40,3. Chỉ số HPI của nước Mỹ xếp thứ 108 trên 140 với chỉ số HPI là 20,7. Đất nước có chỉ số HPI thấp nhất thế giới là nước Cộng hòa Chad, một quốc gia không giáp biển tại Trung Phi với chỉ số HPI là 12,8. Mặc dù chất lượng cuộc sống của người Việt chỉ đạt 5,5 trên 10, thấp hơn nhiều so với các nước khác trong top 10, các nước có chỉ số HPI cao nhất nhưng vẫn cao hơn Hồng Kông. Người Việt có tuổi thọ trung bình ấn tượng 75,5, cả Việt Nam và Gambia đều có nền kinh tế tương tự với chỉ số GDP trên đầu người gần bằng nhau nhưng người Việt Nam lại sống thọ hơn khoảng 17 năm. Việt Nam cũng được đánh giá cao về dịch vụ công, tỷ lệ phổ cập giáo dục cao. Năm 2012, tỷ lệ trẻ em nhập học ở Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới với 98% số người trẻ em đi học. Số trường cao đẳng đại học của nước ta cũng tăng nhanh chóng, số người nghèo đói đã giảm mạnh từ 58% năm 1993 còn 10,7% năm 2010. Đất nước Bahutan nổi tiếng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, mặc dù nền kinh tế của họ không mấy phát triển, người dân sống hạnh phúc thực sự, quốc gia đó không nhất thiết phải giàu có phát triển. Quan trọng là người dân ở đó có thể sống thoải mái, một đất nước hạnh phúc là nơi người dân luôn cảm thấy sống có ích, muốn chia sẻ và cống hiến cho cộng đồng. Nhiều nhà xã hội học cho rằng hạnh phúc thực sự dựa trên tiêu chí về sự đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của người dân các dịch vụ cơ bản của cuộc sống như y tế, giáo dục được đáp ứng thiết thực. Hạnh phúc thực sự là một người dân đều muốn sống có ích và cảm thấy cuộc sống của họ có ý nghĩa. Một người có hạnh phúc hay không bắt đầu từ những thứ giản dị như thế.